Hello, good Sáng nay đi họp hả? Mình đang ở Miami. Đang đi vacation. See you then. Bye. Chào các bạn, rất vui các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hugo. Ngày hôm nay mình đang có một kỳ nghỉ tại thành phố Miami, tiểu bang Florida của nước Mỹ. Đây là một tiểu bang về hướng bờ đông của nước Mỹ, phía phía nam, và có một dải bờ biển rất là đẹp. Thời tiết ở bên này thì là rất là giống Việt Nam, bởi vì là khí hậu của nhiệt đới, cho nên là mình cảm thấy là rất là dễ chịu, da rất rẻ, rất là mát, và thời tiết rất là dễ chịu, ấm, nắng ấm. Khách sạn Cây Đàn là một khách sạn tại khu vực Fort Lauderdale của Miami. Đây là khách sạn có casino ở bên dưới tầng 1 và rất là đẹp. Sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn một số những cái hình ảnh của khách sạn. Nó gọi là The Gator, của cụm khách sạn Hard Rock. Đây các bạn thấy khách sạn này hình giống như là một cây đàn lớn vậy. Phòng của mình nằm ở cái nhánh bên này. Nó không thuộc cây đàn bởi vì cây đàn nó mới build, nhưng mà về nội thất thì cũng y chang. Bên kia ở dưới này nó có cái bể bơi dành cho con nít là chính, tại vì tương đối nhỏ. Khách sạn Cây Đàn này là khách sạn đẹp nhất ở vùng Miami Beach và Fort Lauderdale. Mình vừa mới đáp máy bay xuống Fort Lauderdale tối ngày hôm qua và check in tại khách sạn này. Ở bên ngoài nó có một cái ban công để chúng ta có thể ngồi thư giãn. Nếu các bạn có dịp ghé Miami chơi thì nhớ dừng lại tại khách sạn Cây Đàn ha. Bởi vì khách sạn này mình thấy cái phong cảnh nó rất là nên thơ và lãng mạn, cũng gần tương tự như là các cái resort nghỉ dưỡng tại khu vực phía nam của Việt Nam, ví dụ như Nha Trang hoặc Đà Nẵng hoặc ở bên Thái Lan. Về phong cảnh thì có thể là ở Đông Nam Á mình đẹp hơn so với cả Florida nước Mỹ, nhưng mà ở bên này thì là nó có cái nhộn nhịp riêng của vùng Nam Florida. Mình thì thấy rất là thích cái khí hậu ở đây, bởi vì là nó cái độ humidity, độ ẩm nó cao, thành thử là da mình cảm thấy rất là mát và mượt. Mới đến từ tối ngày hôm qua thì đã so với cả khí hậu của Las Vegas, Nevada đã làm cảm thấy mình thấy rất dễ chịu hơn rất là nhiều. Mặc dù là ở đây thì là nhiều mưa hơn, tối hôm qua xuống máy bay một cái đi lấy xe về thì chui ra khỏi parking thì là mưa tầm tã, nhìn thấy đường luôn, chạy trên freeway mà mù mịt luôn trời. Thì ở đây nói chung là khách du lịch rất là đông, mặc dù là đang mùa Covid, nhưng mà mình tới đậu xe tại khách sạn là chờ đến nửa tiếng chưa có parking, tại vì xe cứ rồng rắn lên mây nối đuôi nhau. Hôm nay mình có một người bạn nhỏ tham gia với chương trình mình, em bé này nè. Đó, say hi. Look at the camera. Yeah, look at the camera. Say hi. Say hi. Bé này rất là cute nhưng mà rất là phá phách ha. Cắn điện thoại nha. Say hi. Say hi. Hello. Say hi.
Em bé này rất là dễ thương nè. Em ăn gì không? Thôi cho em xuống, em sợ nha. Mình đồng hành hôm nay có một chú chó rất là dễ thương. Bây giờ thì đã hơn 9 giờ sáng rồi, cho nên là có lẽ là mình phải xuống sảnh khách sạn ăn sáng. Ở dưới thì là mọi người buổi sáng sớm thì đã chơi đánh bài rất là đông, nên là mình cũng phải xuống coi náo nhiệt ha. Các bạn nhớ nhấn subscribe ở bên dưới để theo dõi các cái video tiếp theo của mình nhé. Giờ mình sẽ đi xuống dưới. Sảnh bên trong của khách sạn này tương đối đẹp, nên là sảnh khách sạn các bạn ạ. Đây là bữa sáng của mình và mọi người. Đồ ăn trong khách sạn thì tương đối mập, cho nên là mình ăn hạn chế thôi. Các bạn nhớ nhấn subscribe ở bên dưới để theo dõi các video tiếp theo của Google nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.